Em tiếp tục ở khui hàng con đô loa Juno CS 3000 a. Hàng này các bác cứ bảo hàng đẻo các bác. Đấy, hàng đẻo mà nhìn nó thế này đi. Củ nam châm của em nó nguyên củ 20 này. Cao sâu 20 luôn. 18. Được. Đây, mã loa của em ở đây các bác nhá. 8170 21FA. Cao 16. Mã đâu? Mã trên màng đây gì? Soi. Đéo đéo kính đéo nhìn. Chết con đẹp lung linh luôn. Ba này nó phải ba mấy nhỉ? Nên là đây. Ra đây các bạn. Rất khủng luôn nhé. Pioneer CS 3000A. Em mà khui hàng luôn để quay phía sau cho quý vị. Đây, đây là phía sau của em nó. Một đôi này nặng gần một tạ quý vị nhé. Bốn, nhớ là bốn mấy cân một cái. Trở kháng 8 ohm.